Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Cá Lý Sài Gòn và kênh Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị, và nếu thấy thông tin này có hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cá Lý Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn nha. Vâng, hôm nay chúng ta tâm sự về những ca sĩ giàu bậc nhất ở Việt Nam hoặc là ở hải ngoại. Các bạn nghĩ là ai nè? Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm. Mình không nghĩ như vậy đâu. Mà người ca sĩ giàu khét tiếng nhất ở Việt Nam và hải ngoại, đeo những cái triệu đô và xây cả một rạp hát, và có cả máy bay riêng, và có những cái chiếc du thuyền nữa, ai vậy quý vị? Không ai khác hơn, đó là nữ ca sĩ Hà Phương, chị của Minh Tuyết và em của Cẩm Ly. Kính thưa quý vị, chồng của ca sĩ Hà Phương, tức là ông Chính Chu, là một ông trùm khét tiếng ở thành phố, ở phố Wall, là phố mà chứng khoán của New York đó quý vị. Bây giờ chúng ta chia sẻ về cái sự mức độ giàu có của Hà Phương và ông xã của Hà Phương nha. Hà Phương tên thật là Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1972, là một ca sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương, từng hoạt động trong nghệ thuật năm 90 tại Việt Nam, và bây giờ thì đã sinh sống ở hải ngoại. Ngoài vai trò là em gái của Cẩm Ly, Hà Phương hiện được biết với vị trí là nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, với sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng choáng ngợp hết. Chó ngập như thế nào và có bao nhiêu tài sản và nhà cửa thì như thế nào, bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha quý vị. Thời gian còn ở Việt Nam thì Hà Phương hoạt động cùng với chị gái Cẩm Ly và em gái là Minh Tuyết, xuất hiện trong series âm nhạc Mưa Bụi do Minh Vi sản xuất. Hà Phương là người đi hát đầu tiên trong ba chị em, nổi tiếng qua một số ca khúc song ca cùng ca sĩ Trần Sang như là Hoa Cao Vườn Trầu và Mùa Xuân Xôn Xao. Và sau này chúng ta mới gặp lại Trần Sang rất lâu rồi, trong một cái bài phỏng vấn của MC Quyền Linh và Ngọc Sơn. Trần Sang có một cha giọng ca rất là truyền cảm, ấm áp các bạn, qua những cái bản như là Hoa Sứ Nhà Nàng. Không biết như thế nào nữa mà Trần Sang đã bỏ nghề rất là lâu, và bây giờ chúng ta mới vừa gặp lại trong cái một lần mà cái cuộc phỏng vấn của MC Quyền Linh, trong đó có Ngọc Sơn, Trần Sang trở về sân khấu nghệ thuật gần đây nhất đó, mà mình cũng mới biết đây thôi, chứ lúc đó mình cũng chưa biết Trần Sang là ai nữa. Kính thưa quý vị, vào tháng 6 năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư, và cũng trong năm đó cô đã kết hôn cùng tỷ phú Việt Kiều tên là Chính Chu. Ngay thời điểm đó, Chính Chu đã là một tỷ phú khét tiếng tại phố Wall, là cái phố vàng chứng khoán đó các bạn. Với kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh cả hàng chục năm, cùng khối tài sản lên đến cả tỷ đô la. Anh từng làm việc và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại công ty chứng khoán lớn nhất thế giới, tham gia vào nhiều thương vụ mua bán lên đến vài tỷ đô la. Chính Chu cũng nổi tiếng với vụ nắm quyền kiểm soát tập đoàn hóa chất của Đức, trị giá là 3,8 US dollar, và tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính. Từ khoảng năm 2007 thì Chính Chu đã là chủ và sở hữu một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất của thế giới. Tổng tài sản của Chính Chu hiện tại rơi vào khoảng tầm 1,1 tỷ đô la. Và anh cũng là một trong những tỷ phú có tiếng nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Không chỉ khiến cho các doanh nhân lọc lõi tại phố Wall phải kiêng dè, Chính Chu còn từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nóng mặt khi chi tới 34,5 triệu đô la mua lại toàn bộ tầng thứ 89 và một nửa tầng 90 của tòa Trump tại World Tower.
Tuy khác tiếng trên thương trường, nhưng chính Chu lại rất chung thủy với nữ ca sĩ Hà Phương. Cả hai đã chung sống với nhau 22 năm qua và đến hiện tại vẫn giữ hạnh phúc bên nhau. Do đó Hà Phương cũng xem là người nắm giữ một khối tài sản của gia đình và được ông xã hết mực yêu thương cưng chiều. Chính Chu từng tặng cho vợ một chiếc nhẫn kim cương siêu hiếm trị giá lên đến hàng triệu đô la và cả thế giới chỉ có 2 chiếc mà thôi. Quý vị nên nghe nhớ ha. Không có ba qua và cũng không thổi phồng gì hết. Và chúng ta cũng biết rằng là Hà Phương cũng không có thích khoe khoang, nhưng mà đã có một cái kim cương lên đến hàng triệu đô la chồng mình tặng cho mình. Không biết đó là trong cái ngày Valentine Day hay là ngày sinh nhật của Hà Phương, nhưng cả thế giới chỉ có 2 chiếc đó mà thôi. Nhà rộng đến nỗi mà khi mà chồng giữ bí mật và xây một cái rạp hát đến nỗi mà cô không biết luôn đó. Chúng ta cùng với nhau chia sẻ nha. Vợ chồng Hà Phương hiện đang sống trong căn biệt phủ rộng lớn với rất nhiều siêu xe hạng sang. Đó là điều hiển nhiên rồi. Nhiều người cho rằng xe nhà Hà Phương nhiều đến nỗi mỗi khi nữ ca sĩ xuất hiện thì lại đi một chiếc xe khác và một chiếc xe mới. Hiếm khi nào mà Hà Phương ở đi sự kiện mà dùng lại một chiếc xe đã từng sử dụng rồi. Cô thường xuyên vi vu bằng các loại siêu xe của gia đình. Ngoài siêu xe thì Hà Phương còn sở hữu máy bay riêng nè, và có nhiều du thuyền để phục vụ cho nhu cầu đi lại của mình. Cô cũng sống bằng trong nhiều căn penthouse cao cấp, biệt thự khác nhau chứ không cố định một nơi nào đó. Và Hà Phương ở rộng tới cái mức độ là chính cô cũng không đi hết mọi ngóc ngách trong một căn nhà. Cái điều này thì vâng, nếu mà mua được tầng 89 nhiều như vậy thì nhiều khi mình cũng không có thời gian đi tới những ngóc ngách nữa các bạn. Chẳng nhà ở Mỹ thường thường là 3 phòng, 4 phòng, 5 phòng các bạn ha. Mà nếu mà nhà mà mấy chục phòng á, lên nhiều khi lên 100 phòng, các bạn cũng nhiều khi cũng không chẳng có đi tới những cái ngóc ngách để làm cái gì đó. Chính Chu còn chiều chuộng tới mức là xây hẳn một nhà hát opera riêng trong căn nhà chỉ để cho Hà Phương luyện thanh mà thôi. Kinh khủng các bạn ha. Và Hà Phương cũng có bộc bạch như thế này: biết tôi ở Mỹ học cách kỹ thuật thanh nhạc opera, anh âm thầm xây cho tôi một cái rạp hát nhỏ mà tôi không hề biết. Thực sự vì nhà quá rộng nên tôi không đi tới từng chỗ một, và cũng không biết anh đã làm điều đó. Đến nỗi lần đó, một người thân ở trong gia đình phát hiện ra và chỉ cho tôi mới ngỡ ngàng là mình đã có một cái rạp hát nhỏ opera mà chính chồng mình xây cho mình. Anh thích giấu tôi khiến tôi làm bất ngờ. Điều hài hước là mọi người trong nhà đều biết mà tôi lại không biết gì hết. Có lẽ anh chỉ thích tôi hát một cho một mình anh nghe thôi, chứ anh không thích tôi đi hát ở ngoài. Hà Phương thì ít khi khoe của, nhưng mỗi lần hành động đều khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Chẳng hạn như trong đám tang của cố nghệ sĩ Chí Tài cách đây 2 năm, nữ ca sĩ gây chú ý khi gửi tiền đến viếng 50.000 đô la để góp vào quỹ từ thiện mang tên của anh Chí Tài. Vợ chồng Hà Phương còn lập ra 2 quỹ từ thiện là Vietnam Relief Effort và Hà Phương Foundation với hàng triệu đô la để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em cơ nhỡ. Nữ ca sĩ cũng là người hỗ trợ 100% chi phí trong lần đưa tiễn diễn viên Anh Vũ về nước với số tiền lên đến hơn hàng 10.000 đô la. Quỹ từ thiện của Hà Phương và chồng, ông Chính Chu đấy, có 2 quỹ từ thiện, một là Relief Effort và Hà Phương Foundation để giúp cho những trẻ em cơ nhỡ. Đây không phải là nổ này các bạn nha, mà là thật sự luôn. Người ta làm từ thiện rất là âm thầm và khiêm tốn.
Vì kinh tế đã quá đầy đủ nên Hà Phương đã rút khỏi showbiz hàng chục năm qua để lo cho chồng và con. Chỉ thi thoảng thì nữ ca sĩ này mới xuất hiện tại một số chương trình âm nhạc đặc biệt để thỏa mãn cái nỗi nhớ nhung, cái nỗi nhớ nghề hoặc ủng hộ anh chị em đồng nghiệp mà thôi. Vâng, thì cũng chúng ta cũng biết rằng là với số tài sản lớn như vậy thì nữ ca sĩ Hà Phương đâu có cần đi hát để làm gì không các bạn ha. Và dĩ nhiên là Chính Chu là chồng của ca sĩ Hà Phương cũng không muốn cô phải cực khổ gian nan rồi đi hát thay vì ở nhà để chăm sóc cho các con của cô, phải không các bạn, ngay với gia đình. Và thật sự là cái số tiền đi hát của Hà Phương một show đi cũng không bằng cái số tiền mà chồng của mình kiếm được trong vòng 5 phút hoặc 10 phút mà thôi. Các bạn cũng đã biết chứng khoán nó lên xuống như thế nào rồi. Chẳng hạn như mình nói sơ sơ về Tesla đi, xe điện Tesla đó. Một ngày một cổ phần một xe nó có thể lên xuống tới cả $100 lận, phải không? Ví dụ 10 xe thì có thể lên tới cả $1,000 và có thể xuống tới $1,000 trong tích tắc mà thôi. Mà nếu thí dụ mà anh ta mà có chứng khoán chừng easy thôi, nếu mà nói 1,000 share, 1,000 cổ phần của Tesla thì Chính Chu sở hữu rất là dễ thôi, không có gì hết trơn á. 1,000 share thì bao nhiêu các bạn? Một share thí dụ lên xuống $100, 10 share 1,000, 100 share 10,000, 1,000 share 100,000. Wow, có chỉ rằng lên xuống cái là ví dụ sở hữu 1,000 xe lên xuống cái là $10,000 easy liền, còn hơn đi hát nữa. Không các bạn ha, người giàu thì người ta sẽ có đầu óc và sẽ làm giàu nhiều thêm nữa. Và chẳng những đầu tư vào chứng khoán, người ta đầu tư vào bất động sản, người ta đầu tư vào đủ thứ hết trơn á, để nó quân bình lại cái tiền đầu tư của người ta. Mình cũng có một người bạn ở bên và chồng người bạn ấy là người Mỹ. Khi họ anh ta cũng nghèo lắm, không khá giả, nhưng mà sau khi cha mẹ mất thì để lại một cái số tài sản và chia cho hai chị em, một người hơn $10,000,000. Một người chỉ được giữ có $4,000,000 thôi. 4,5 triệu đô thôi, chứ không phải là $10,000. Sorry, mình nhớ lộn. Thì người bạn mình cho biết rằng là chồng của cổ không phải giỏi về đầu tư, nhưng mà có một cái luật sư hay tập đoàn về đầu tư đó. Thì cứ mỗi tháng nha, sau khi chia tiền lãi, tiền này tiền kia nọ, sự đầu tư của họ, thì anh ta có khoảng hơn 12,000, từ 12,000 cho tới 15,000. Không cần biết đầu tư gì hết, nhưng mà nhờ tập đoàn đầu tư hoặc luật sư đầu tư thì cứ mỗi tháng cái anh lãnh cứ 12,000 cho tới 15,000 vậy thôi. Còn cái số mà 4,5 triệu đô của anh ta vẫn còn ngoài. Có tiền, nó làm ra tiền các bạn ha. Ở đâu cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở đây cũng vậy. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về ca sĩ nào giàu nhất ở Việt Nam và hải ngoại. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn nha. Vâng, xin chào các bạn và hẹn lại một video clip lần sau.